Tính nhà chú Huần này, con Thảo Sa này, con nhà anh Hoàn này, trời ơi, xuống đây chơi này, quen luôn, thành thói quen. Hồi xưa nó chưa có xây dựng như thế này đâu. Rát mặt, rát lơ, rát cổ, rất là nóng, rát cổ. Ăn ở trên đây á, chưa tới luôn. Người Việt Nam người ta còn ấy lắm, người ta còn nghênh ngang lắm chị, thật mà người ta không có nhìn ra được đâu. Xa vậy là phải đội mũ bảo hiểm là đúng rồi. Cái này có phải cá coi không là cá chép vậy? Bây giờ mình có cái món ở ngoài kia rồi. Cây cổ thụ này đẹp quá cả nhà ơi. Quay cho cả nhà xem cây cổ thụ nha. Tuyệt vời lá Thank you.
cà phê về ngồi cũng hiện tại nhà thoải mái thôi, là ngồi có cà phê. Lâu lâu có gì thì về cả 6 năm được, cái là bây giờ cho đến 6 năm rồi. 6 năm. 6 năm. Nhanh nhỉ. Đâu có dễ gì để gặp. 6 năm mà đồng hồ thằng con vẫn còn nguyên xi, chưa chảy luôn. Nước hoa vẫn còn luôn. Thanh kỳ. Đó là bún thịt nướng à? Bún bên dưới bên đây. Cứ để con ăn trước đây, rồi uống cà phê xong rồi uống ăn sau. Rồi. Nhưng mà tới tay chính phủ là cũng phải tầm 2 năm mới tới tay chính phủ. Tôi lại chờ tiếp thêm 1 năm nữa mà chưa thấy gì. Thế thì làm diện khác vẫn nhanh hơn. Vâng. Người ta làm diện EB3 này thì chưa cần cả tỷ bạc cái kia để đó làm bên Việt Nam. Ủa, làm rất bao nhiêu việc. Mấy năm trời cứ nằm bên đấy. À. Cuối cùng có rút tiền về lại không? Có chứ. À. Thì thôi đi Mỹ đi, đừng đi Canada nữa. Chắc không có duyên đi nước ngoài. Đâu đi chương trình của còn Mỹ nó nhanh mà, nhiều người ta đi kiểu đó mà. Để gì xa thông tin cho bạn gì để làm, đi qua đấy nhiều lắm. Ừ. Cho nó chấm nhiều thế, ớt là nước tương mà. Đúng rồi. Sao nó chấm luôn. Cuối tối mới làm. Cuối tuần là người ta có thể đi thứ bảy chủ nhật, hiểu không? Nhưng Huy đi chơi liên tục không nhỉ? Huy là đi liên tục à. Huy có cơ hội được đi hơn. Tại vì thứ bảy chủ nhật Huy được nghỉ. Thôi thì cứ đi được thanh niên cứ được đi, lấy vợ về là hết đi. Yes. Giờ nó không có dám phá cửa luôn.